em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cấn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị yêu về một dòng sản phẩm bổ sung vitamin cũng như là collagen cho cơ thể rất là đặc biệt. Thì đây là một cái dòng sản phẩm collagen của Mỹ, và đặc biệt là dòng sản phẩm này nó sẽ có là 390 viên và nó sẽ bổ sung collagen và Yield-Ori cho mọi người. Đây là một cái dòng sản phẩm được xuất xứ từ Mỹ, và đặc biệt là dòng sản phẩm này á, nó sẽ có những cái tác dụng rất là tốt trong việc làm đẹp nha mọi người. Sau rất là nhiều nghiên cứu thì các nhà khoa học đã phát hiện nên một cái nguyên nhân làm da bị chảy xệ là xuất hiện nếp nhăn do sự mất dần các lớp collagen trong da. Sau 25 tuổi thì lượng collagen bị lão hóa, và đặc biệt là cái tuổi 25 trở đi thì mỗi năm cơ thể mất đi là 1-1.5% collagen, làm giảm khả năng giữ ẩm cho làn da. Cứ như vậy cho đến khi phụ nữ bước vào những cái giai đoạn mãn kinh, lượng collagen đã mất đi hơn một nửa nên làn da trở nên khô hơn và đội quân collagen thiếu hụt, làm lỏng lẻo các liên kết, khiến cho da bạn nhanh chóng bị lão hóa. Collagen Yield-Ori là những cái chiến binh âm thầm bảo vệ làn da, giúp bạn trẻ trung. Với những cái collagen Yield-Ori, lượng collagen thiếu hụt mất đi hàng ngày sẽ bổ sung đầy đủ và đem lại một cái vẻ đẹp thực sự cho làn da căng bóng và không tì vết. Với sở hữu những cái mái tóc ống mượt trong một cái cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, Collagen Biotin, đây là một cái tập đoàn Yield-Ori của Mỹ sản xuất thực phẩm chức năng, được ưa chuộng nhất cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng như là tại Việt Nam. Cái dòng sản phẩm này mỗi thành phần mỗi 6 viên là 6.000mg collagen dưới dạng peptide hoặc tính sinh học, và làm giảm đi mờ những cái vết nhăn trên da mặt, hạn chế hiện tượng chảy xệ do tụ tác. Đặc biệt là 9mg vitamin C giúp kích thích khả năng tái sinh và tạo và sản xuất ra collagen, và 3.000 biotin. Cái công dụng của nó là cung cấp các acid amin riêng biệt cần thiết để bổ sung thêm nguồn cung cấp collagen cho cơ thể, giảm thiểu các nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi cho làn da, xây dựng và hỗ trợ cấu trúc xương, hệ đệm của xương, khắc phục các lớp móng tay yếu, nứt nẻ cũng như là hư hại, và kích thích tóc, giảm dần là cái lượng tóc rụng cũng như là giúp tóc mượt hơn và suông hơn, phục hồi các mô liên kết, từ đó cải thiện sự dẻo dai của cơ thể và cải thiện sự lưu thông của máu, thúc đẩy làm lành vết thương, giúp tăng cường và nuôi dưỡng gân và dây chằng và cơ rất là tốt. Cái dòng sản phẩm này hướng dẫn sử dụng rất là đơn giản, mỗi 6 viên trên một ngày, và đặc biệt là mỗi lần uống là kể 6 viên hoặc là chia ra thành 2-3 lần nhỏ uống trong một ngày, uống trước bữa ăn 30 phút để cho có kết quả tốt nhất, và đối tượng sử dụng là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Cái dòng sản phẩm này là không nên dùng cho những cái phụ nữ có thai cũng như là cho con bú, và đặc biệt là dòng sản phẩm này á không được dùng cho những cái tình trạng y tế như là bệnh viêm, bệnh gan hoặc là bệnh thận, hoặc là nếu có thể mà sử dụng thì phải theo cái hướng dẫn của bác sĩ nha mọi người. Đặc biệt là không vượt quá lượng khuyến cáo hàng ngày, tức có nghĩa là mỗi ngày uống là 6 viên, và trung bình là mấy chị có thể là chia ra làm 2-3 lần mỗi ngày để mấy chị sử dụng nha, 2-3 lần trên một ngày để sử dụng. Đây là dòng sản phẩm chính hãng, luôn luôn bán cái hàng chính hãng, mọi người có thể là mua hàng tại shop em, tại là Facebook anh em là mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cấn, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ qua cái Facebook anh em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái Zalo anh em qua số là 0933 766 739, và số thứ hai là số 0355 838 057, và số thứ ba là số 0773339279 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và muốn mua dòng sản phẩm chính hãng liên hệ em nha.